Chiều 20 tháng 7 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Nhận định về tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực nhưng dịch bệnh vẫn phức tạp, khó dự báo chính xác về đỉnh dịch. Thống kê cách đây 3 ngày, thành phố ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm nhưng 2 ngày qua chỉ còn khoảng 3.000 ca. Ông Nguyễn Trường Sơn thẳng thắn nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu khả quan và đề nghị trong 10 ngày tới cần áp dụng quyết liệt các biện pháp chống dịch. Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, đỉnh dịch của Thành phố Hồ Chí Minh có giảm hay không phụ thuộc vào năng lực của ngành y tế, năng lực của cả hệ thống chính trị và nhận thức của người dân. Ngành y tế hy vọng dịch sẽ giảm xuống trong 7 đến 10 ngày tới khi áp dụng chỉ thị 16 trên phạm vi 19 tỉnh khu vực phía Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với thành phố những khó khăn, vất vả đã đối mặt trong thời gian qua, đồng thời dự báo số ca nhiễm trong những ngày tới vẫn còn lớn. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần cố gắng bóc F0 ra khỏi cộng đồng để tránh tình trạng ca nhiễm tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Nếu không phát hiện kịp thời thì lây cho người có bệnh nền dẫn đến bệnh nặng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không kịp thời đưa vào cơ sở điều trị. Đối với 18 hạng mục mà Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết có những hạng mục có tiền cũng không mua được như ECMO, nên trước mắt cần cố gắng xoay sở trong trang thiết bị hiện có. Phó Thủ tướng nhận định Thành phố Hồ Chí Minh phải tính đơn vị bằng tháng mới có thể đưa cuộc sống quay về bình thường như trước khi có dịch. Đồng thời cho biết Chính phủ tiếp tục ưu tiên vaccine COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới để kiểm soát dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn về hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong công tác phòng chống dịch. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến của các chuyên gia về việc siết chặt hơn chỉ thị 16 để ngăn chặn, kéo giảm sự lây lan dịch trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Nên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan trung ương, các tổ công tác đặc biệt để kịp thời đưa ra các phương án hiệu quả hơn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.